xin chào các bạn nha. Bữa nay mình xin chia sẻ là cách vệ sinh cái bằng ủi nha. Thì bằng ủi xài lâu ngày rồi đó thì nó sẽ bị đống bợn đen giống như vậy đây. Nó sẽ bị đống bợn đen nha. Đó. Hoặc là nó bị cháy thì hôm nay mình xin chia sẻ là cách làm sao mà để thân mà làm sạch cho nó lại nha. Như cái bằng ủi này thì bây giờ mình vẫn ủ trên những cái đồ mà bằng vải được, nhưng mà ngược lại nếu mà mình ủ trên những cái đồ mà bằng xo giống như vậy đây thì là nó sẽ bị rít bị dính và nó có thể bị cháy luôn nha, bởi vì nó rít đẩy không được á thì nó sẽ bị cháy và đồng thời nó sẽ những cái đốm đen này á nó sẽ dính lên cái đồ màu trắng như vậy nha. Một khi mà đã dính lên rồi đó thì không có chùi rửa ra nữa. Thì bây giờ mình xin chia sẻ với là các bạn theo dõi coi mình làm bằng cách nào để đăng lại cho nó sạch cái bằng ủi như vậy nha. Thì là trước tiên á, các bạn lấy cái muối bọt nha, cái muối nhuyễn á, muối bọt chứ không phải là muối hột nha, bởi vì muối hột á, nó có thể làm chày xước cái lớp mà sơn mà coi như là chống dính đó. Vì vậy nên mình dùng muối bọt nha. Thì các bạn lấy muối bọt bỏ lên trên một cái tấm thớt như vậy cho mình, hoặc là một cái nào mà có mặt phẳng, bằng phẳng á nha, thì mới được. Còn nếu mà nó hơi cong cong vện vện thì là không được. Thì kiếm cái nào mà bằng phẳng như vậy, rồi các bạn đổ một lớp muối muối bọt lên đây cho mình ha. Rồi sau đó mình để bằng ủi lên, rồi mình mở điện lên nha, cho nó thật nóng luôn. Mình để cái bằng ủi lên trên cái muối như vậy. Trong thời gian mình chờ nó nóng lên á, thì các bạn lấy cho mình một cái chén hay là một cái hũ nhỏ như thế này nha. Các bạn nặn cho mình một ít kem đánh răng vô nha. Mình nhắm sao cho đủ xài thôi, vậy là được rồi. Và sau đó các bạn cắt cho mình một lát chanh giống như vậy nha. Nặn chanh vô, một lát thôi đủ rồi. Rồi bây giờ bằng ủi nó nóng rồi đây. Tại này nó ra hơn. Thì khi mà các bạn mà nó nóng rồi đó thì các bạn có thể lấy ra nha. Và tuyệt đối là khi mà mình để bằng ủi xuống trên cái muối như vậy nè, các bạn không nên đẩy tới đẩy lui ha. Các bạn không nên đẩy tới đẩy lui như vậy. Bởi vì nếu mà dù gần là muối bọt đi nữa cũng vậy, nếu mà các bạn mà đẩy tới đẩy lui trên muối á, nó có thể làm sạch cái mặt ở dưới bằng ủi thật, nhưng mà đồng thời nó cũng làm cho bị mấy cái nước sơn mà coi như là chống dính á, nó sẽ bị chày trước đi nha. Vì vậy nên chỉ để yên như vậy và để cho nó nóng thôi. Thì sau khi mà để lên cái bằng ủi, để lên muối như vậy nè, các bạn thấy tự động nó rớt ra đây, tự động nó rớt ra ha. Rồi sau đó các bạn lấy cho mình một cái dẻ nha, bỏ đi, hoặc là một cái khăn giấy mà lộ dai á, rồi các bạn chùi lên như vậy cho mình ha. Các bạn chùi lên như vậy cho mình, chùi cho nó sạch muối đi. Rồi bây giờ cái muối này là có xong rồi này, các bạn thấy tự động có những cái vết đen á, giống như là cao su plastic à, nó tự động nó rớt ra thôi. Còn nếu mà mình chà lên như vậy á thì nó rất là sạch nha, nhưng mà ngược lại nó sẽ bị làm chốc đi cái lớp chống dính, vì vậy nên mình không có chà ha. Rồi mình trộn kem đánh răng nó lên. Khi làm các bạn tắt điện nha, sau khi nó nóng rồi các bạn nhớ tắt điện cái bằng ủi đi nha. Mình lỡ nhiều khi nó có nước á, nó có thể nó làm mình bị giật. Rồi các bạn chỉ cần kho lên như vậy ha, kho đều lên rồi mình chà nó. Nhớ là dùng cái dẻ như thế này nha, dẻ mềm thôi, chứ đừng, các bạn cũng không nên dùng cái những cái đồ chùi nồi bằng thép hoặc là bằng những cái mà có gai á, nó sẽ làm cho cái bằng ủi của mình bị chảy xước nha. Nên mình hạn chế, mình dùng cái nào mà nó càng càng mềm càng tốt ha. Ok, bây giờ coi như là nó sạch rồi đó. Đây, nãy miếng vải trắng mà giờ đen thui luôn. Đây còn hai đốm, cái mình nghĩ đây là do con gái mình nó chùi bị cháy, nó ủi bị cháy cái gì bị dính vô đây, và nó có vết chày nên hình ảnh ra nó nằm chày bên trong. Nếu mà mình lấy cái gì mà cứng mình chà đi thì nó sẽ đi nha, nhưng mà tại vì mình không có muốn nó chày thêm cái bằng ủi nữa
Nên bây giờ như vậy là coi như là mình lấy khăn ướt mình lau lại, như vậy là nó sạch rồi. Đây cái miếng vải trắng mà mình lấy mà mình chùi mà bây giờ nó đen qua, đen ra vậy luôn, nó đen luôn. Thì bây giờ mình chỉ cần lấy cái vải sạch mình lau lại vậy, vậy là được rồi ha. Bây giờ mình lấy cái khăn sạch mình lau lại. Các bạn làm cái cách này nha, một lần nó không sạch thì mình làm một lần mà mình chà nó không sạch, hai lần thì nó sẽ sạch thôi. Cái này cái màu này là cái màu sơn lâu ngày, cái này cái bằng ủi này cũng mười mấy năm rồi nên nó đổi ra thành cái màu này, chùi không ra thôi. Chứ nếu mà bằng ủi mà bị cháy khét á, lỡ quên mà bị cháy khét á, thì các bạn có thể dùng bằng cách này nha. Thì nếu mà bằng ủi mới á, thì chùi lại coi như là trắng sáng như mới thôi. Còn cái bằng ủi này là do là bằng ủi cũ rồi nên thành thử ra cái nước sơn của nó đổi màu, chứ không phải là nó những cái dơ mà nó không ra nha. Những cái dơ thì mình coi như là mình chùi đã chùi ra hết rồi ha. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay hay là hữu ích, hãy comment, like và share cho mình ha. Nếu chưa subscribe thì subscribe cho mình một cái nha. Subscribe có cái chuông, bấm một cái chuông cái nữa, chọn tất cả để mỗi khi mình có video mới ra đó thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Còn một điều nữa là nếu mà các bạn có cách nào hay hơn, cách này dễ dàng, dễ làm hơn á, thì các bạn comment bên dưới chia sẻ cùng mọi người nha. Cách này á, thì mình chỉ xài muối bột thôi, chứ mình không xài muối hộp nha. Bởi vì theo như mình biết thì có nhiều người á, người ta dùng bằng cách này giống như là cái chảo không dính, người ta để gãi muối lên trên đây xong rồi người ta chà tới chà lui, mở cho bằng ủi nóng đi á, người ta chà tới chà lui thì một lát nó trắng sạch thôi. Thì mình công nhận điều đó là đúng, là bởi vì mình có làm những cái chảo không dính đó thì mình cũng làm như vậy thôi. Mình đổ muối vào cái chảo rồi mình rang nó đi thì nó sẽ lấy ra những cái dơ, cái hạt muối nó sẽ đổi thành cái màu vàng như vậy. Thì mình đối với bằng ủi mình là cũng làm bằng cách này được nha. Nhưng mà chỉ có một điều là nếu mà mình làm như vậy á thì là cái những cái sơn trên cái bằng ủi á mình dùng nhiều lần á nó sẽ bị chảy xước nha. Nếu mà mình đẩy tới thì nó sẽ những cái đẩy tới đẩy lui thì nó có chọc tới chọc lui, còn nếu mình quay vòng vòng thì nó sẽ có những cái lần vòng vòng như vậy. Dù rằng là nhìn nó rất là sạch nhưng mà ngược lại cái mặt bằng ủi nó sẽ bị hư nha. Và tuyệt đối là không nên dùng muối hộp. Mà theo như mình thấy thì cũng có nhiều người dùng muối hộp, người ta nói dùng muối hộp cho nó mau, cho nó mau sạch, thì người ta cũng gãi ra như vậy, rồi người ta để bằng ủi nóng rồi người ta đẩy ở trên muối hộp. Tại vì muối hộp nó có những cái góc cạnh đó thì nó sẽ làm sạch đi cái bằng ủi. Nhưng mà cái đó thì lại càng không nên, bởi vì mình làm cái đó cách đó đó thì nhìn nó sạch hơn, lẹ hơn thiệt đó, nhưng mà cái bằng ủi của mình nó bị chày xước hết trơn à, chứ nó không còn được láng giống như vậy nha. Còn trong khi mình làm bằng cách này á, mình chỉ để lên trên muối cho nó có hơi muối nó lên á, để cho dễ chóc thôi. Rồi sau đó mình dùng kem đánh răng và chanh ha, thì mình trộn đều mình chà lên thì nó lâu hơn một chút, mình công nhận là nó lâu hơn một chút, nhưng mà nó sạch đương đương giống như là mình làm trên muối hộp với lại muối bột mà mình chà tới chà lui nha. Nhưng mà ngược lại là bằng cách này thì mình bảo vệ được cái bằng ủi của mình xài được lâu hơn ha. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.